Cách phơi quần áo mau khô trong mùa mưa Mùa mưa đã đến kéo theo đó là những trận mưa dài ngày. Quần áo của bạn liên tục ẩm ướt nhưng lại chẳng có nắng để phơi khô. Chút mẹo nhỏ của mẹo vặt cuộc sống sẽ giúp quần áo của bạn sẽ khô nhanh chóng. Cùng xem qua sau đây nhé. Số 1. Thông thoáng không khí Khi phơi quần áo các bạn nên trải đều quần áo, trừ khoảng cách để quần áo được thông thoáng, mau khô. Nếu thời tiết mưa kéo dài như những đợt bão bạn nên bật quạt hoặc mấy sấy cho đồ mau khô. Số 2. Xả bằng nước nóng Sau khi giặt bạn có thể nhúng xả bằng nước nóng khoảng 60 độ sau đó vắt khô và phơi ngay. Sức nóng giúp nước bốc hơi cũng làm quần áo của bạn khô nhanh hơn đây. Số 3. Phơi ngược Với quần jean, quần tây hay đồ có vải dày, bạn hãy phơi ngược. Kẹo ống quần lên dây cho thắt lưng, miệng túi dốc xuống dưới, như vậy quần sẽ khô nhanh hơn. Số 4. Ủi sau khi sấy đồ Với gia đình có máy giặt, sau khi đồ được sấy bạn lộn ngược quần áo và ủi sơ hai mặt quần áo, lượng lớn nước trong quần áo sẽ được bốc hơi, khô nhanh chóng. Số 5. Cuộn đồ vào khăn lông Với lượng đồ ít bạn có thể lần lượt cuộn đồ trong khăn lông khô, sau đó mới đem đi phơi. Khăn lông có tính hút nước cao sẽ giúp hút bớt nước từ quần áo, bạn sẽ thấy quần áo phơi nhanh khô hơn rất nhiều. Trên đây là các cách giúp phơi quần áo mau khô hơn trong những ngày mưa bão kéo dài. Hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ.